Thưa quý vị, liên quan tới vụ đề thi sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, trao đổi với phóng viên, cô Phạm Phương Anh, giảng viên khoa sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế nói, bản thân chưa hài lòng với kết luận điều tra mới đây về vụ lộ đề thi sinh. Cô Phạm Phương Anh cho biết, 8 thí sinh là người nhà của các bị cáo trong vụ án đã được mớm đề, cần xử lý ra sao trong thời gian tới. Cô Phương Anh phân tích, việc hủy kết quả thi đã từng có tiền lệ ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 sau khi xác định có gian lận thi cử. Điều khác biệt, trong vụ gian lận thi cử ở một số tỉnh như Hà Giang, Hòa Bình, thí sinh làm bài thật, các đối tượng sửa điểm nên sau khi chỉ ra gian lận ở đâu thì dễ dàng trả lại điểm thật. Ở đây cô Phương Anh băn khoăn, căn cứ như thế nào để xử lý 8 thí sinh được mớm đề và cách xử lý sẽ như thế nào? Những thí sinh này có quan hệ như thế nào với ông Sâm và bà My, thầy Phan Khắc Nghệ, phó hiệu trưởng trường chuyên Hà Tĩnh và hướng xử lý với những bài thi của các em này để đảm bảo công bằng với những thí sinh khác? Một giáo viên môn sinh đến từ Hà Nội đặt câu hỏi, có sự trùng lặp 70-100% nội dung, mối liên hệ giữa thầy Sâm, cô My và thầy Phan Khắc Nghệ như thế nào? Hai bên có sự trao đổi như thế nào trong nhiều năm? Có tình huống thầy Phan Khắc Nghệ gặp trực tiếp hai thầy cô kia hay thông qua một học sinh ở trường chuyên Hà Tĩnh học riêng nhà thầy cô? Để có thể rút ra những câu hỏi không mang tính ngẫu nhiên, có thể đưa ý tưởng, câu hỏi, bài tập từ bên ngoài do bà My kết nối với các giáo viên vào máy chủ lưu trữ ngân hàng câu hỏi. Một mình cô My không thể làm được. Thầy Sâm thì không biết sử dụng công nghệ thông tin. Vậy cần xác minh rõ ai là người đã tiếp tay cho bà My. Cô Phương Anh cho hay, cơ quan công tố xác định đề ôn tập của thầy giáo ở Hà Tĩnh và đề thi của ông Bùi Văn Sâm, bà Phạm Thị My, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giống 70-100%. Còn trong kết luận điều tra ban đầu đưa thông tin, khoảng 92,5% đề ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ trùng với đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Biên bản kết luận của tổ chuyên gia cũng chỉ rõ, trong tổng số 40 câu của từng mã đề thô được chọn có 39 câu trùng, chiếm tỷ lệ 97,5% với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ. Trong số 39 câu trùng nói trên thì có 37 câu trùng ở cả 4 mã đề, chiếm 94,87%. Riêng câu 81 chỉ trùng mã đề 210, câu 105 trùng hoàn toàn với mã đề 210 và 212, trùng một phần với mã đề 211 và 213. Những sự trùng hợp trên đây có thật do ngẫu nhiên hay không, cần làm rõ.